hai con pet nói về mảng thời trang nó khá là đẹp. Thế nhưng mà nó sẽ có điểm khác nhau. Đây nhá. Mình sẽ hoàn đồng với con đang hũ này. Đây. Thì con đang hũ này ơi, cho nó toàn mỹ luôn nhé các bạn. Để anh em tiện theo dõi này. Chưa toàn mỹ à? Sao lâu vậy? Sao lần này con này cù nhầy vậy? Để mình cho nó toàn mỹ đã nha anh em. Toàn mỹ xong để anh em có cái sự so sánh. Cái này thì một số anh em mới chơi thì các bạn có thể là sẽ không để ý. Còn anh em chơi lâu rồi thì cũng có người để ý, có người không. Sao hoàn đồng con này lâu vậy nhỉ? Con này là dị chủng à? Dị chủng thần thú hay sao? Bình thường là làm vài phát lên, đây rồi lên rồi. Ok, lên rồi nhé. Mình sẽ bán mất cái này đi. Cái này ở game này nó cho free mà. Đấy. À, mua cái này đã. Ok, thì cả hai con này nếu như mà các bạn nhìn về mặt tổng quan ấy thì con đang hũ đẹp hơn. À, mình xin lỗi sửa lại một chút là có nhiều đời biến dị đẹp hơn. Đấy, thì đây anh em cùng nhìn nhá. Đây ví dụ như con F8 của nó đây. Đấy, biến dị cấp 8 nhá. Biến dị cấp 7 này, nó nhìn rất là tà đúng không? Đó, nhìn nó hắc ám, nó tà đúng không? Nó như kiểu tà thần ấy. Đây này, ý. Con này màu tím đúng không? Đại bàng hai đầu nha anh em. À, đến tận đời dưới này nó vẫn đẹp này, có mỗi F1 và F2 thôi. Thì con này là thường là con cấp 5 cầm được thì phải. Cấp 5 cầm được, mình nhớ mang máng thì cấp 5 cầm được. Còn cấp 45 rồi đã đời này rồi, ngày xưa mình cũng cầm con như này cái đợt nó lâu lắm rồi. Hình như đợt đó chơi là server Phi Long Tại Thiên thì phải. Có một con ở Phi Long Tại Thiên. À, tức là mình chơi rất nhiều server nhưng mà có cái con màu băng băng này này là con ở Phi Long Tại Thiên phải. Con cấp 45. Thế thì đây đời này, đó, nhìn rất hổ báo cáo trồn, nhưng tuy nhiên các bạn nhìn vào cái này này, nó có 2188 thôi. Đấy nha các bạn, 2188 này. Thì mình lấy ví dụ nhé, con này là, đây để cho 2188 nhé, để soi ra con nham hồn này, các đời biến dị của nó này, đẹp chưa? Đấy, nhưng mà đời dưới mấy đời dưới thì nhìn hơi chuối, chỉ có 2 F7, F8 thôi, là nhìn hơi hổ báo cáo trồn tí, còn mấy cái dưới thì nó hơi cùi. Nó cũng bốc nhưng hơi cùi, nó không thể so sánh với con đang hỗ được. Nhưng tuy nhiên con này là 2388 này. Đấy. Thế thì cái con mà 2188 này này, ví dụ tư chất của nó là 4K đi nữa. Ví dụ là 4K. Con 2188 này tư chất 4K thì nó chỉ bằng đâu đó con 2388 tư chất khoảng cỡ 3K8 hoặc 3K7 thôi. Đấy nó giống như thế. Thế tương tự với những cái con nữa ở những cái vị trí dưới nữa. Giả sử như là con cấp 85 ấy. Cái này thì mình chia sẻ rồi, hôm nay chia sẻ lại thôi. Giả sử như con cù kỳ chẳng hạn. Thì con cù kỳ này tư chất toàn mỹ của nó là 2035. Đấy, thì ví dụ như một con cù kỳ tư chất toàn mỹ là 2035 mà tư chất 4K chẳng hạn. Thì nó cũng chỉ bằng đâu đó cái con tư chất toàn mỹ 2388 này này. Nó khoảng cỡ tầm 3K7 hoặc 3K6. Đấy. Nha các bạn. Thế tiếp đến nữa, nếu như mà các bạn có những con pet bot, giả sử như con này chẳng hạn này. Đây là con ngựa. Tức là pet bot nhưng ngoại hình là ngựa. Thế mặc dù nó chỉ là 3K6 thôi, nhưng thì toàn mỹ của nó là 3K. Thì kỳ thực nếu như bạn có một con nham hồn này mà tư chất 4K chẳng hạn. Hoặc là một con pet gì đấy thể lực tư chất 4K chẳng hạn. Thì các bạn nuôi lên, hôm trước mình đã chứng minh cho các bạn thấy rồi, các bạn nuôi lên ấy, các bạn so sánh cái số máu ấy, với điều kiện hai cái này xem nhá. Hai cái này khi nở ra nó xem hoặc các bạn tẩy đi ấy. Thì cái số lượng máu của nó các bạn đã thấy rồi. Đấy. Nó 4K nhưng mà thực chất chỉ bằng cỡ 3K6 này thôi. Tại vì nó toàn bị 3K nó lệch nhau, 3K6 và 3K7 đấy. Thì tương tự nhá, cái con xí Nga ấy, mặc dù là con cấp 65 tư chất nó rất cao nhưng toàn Mỹ nó có 1K8 882 thì bạn. Nha anh em, thì các bạn lựa pet cho nó ok, tránh trường hợp là nhiều khi các bạn mình cảm thấy là các bạn mua một con pet 85 hoặc con pet 65 ấy, mà mua nó giá cao hơn hẳn con pet 95 và bạn hy vọng là à nó tư chất nó cao hơn là nó sẽ khủng hơn, nhưng thì giờ không phải. À, ok, cái này nó cũng thuộc là về anh em mà dân chơi sưu tập pet thì tìm hiểu thôi, chứ nó cũng chả thấy có vấn đề gì cả nhá. Ok anh em, cái thời ngày xưa thôi, ngày nay VK thường là dùng pet bot cả. Ngày xưa thì hay để ý những cái đó.
hoặc là cùng có một số trường hợp là ví dụ như toàn Mỹ 2388 này này, xong nó ép một con Trắc Việt đây, thử con này 2388 ép một con Trắc Việt thì nó sẽ ra một cái toàn Mỹ cùi đấy, tức là hai cái đó cộng và chia đôi đấy các bạn. Ok rồi đấy, thì chém gió anh em chút xíu đấy thôi nhá, một cái tip nó cũng nhỏ thôi. Ok bây giờ thì mình sẽ đi nuôi nó lên 30 và để SS lần một nhé các bạn. Đây, nuôi lên 30 này, đây đồ nhà một.